Dân tộc Hơ Rê ở nước ta có khoảng 113.000 người, cư trú chủ yếu ở hai tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định, và một số ít ở huyện Con Prong, tỉnh Kon Tum. Tiếng nói của người Hơ Rê thuộc nhóm ngôn ngữ Môn Khmer, gần gũi với tiếng nói của người Sơ Đăng và Ba Na. Đơn vị cư trú của người Hơ Rê là làng. Trong làng, già làng là người có uy tín cao và đóng vai trò quan trọng. Người Hơ Rê sinh sống trong những ngôi nhà sàn. Mặt sàn cao hơn mặt đất chừng 1 mét, vách dựng nghiêng phía trên ra ngoài. Mỗi mái nhà của người Hơ Rê được kết cấu tạo thành một mảng để có thể tháo rời khỏi khung cột hoặc lắp ghép lên khung cột khác. Trên hai đầu hồi nóc của mỗi ngôi nhà đều có biểu tượng cặp sừng trâu, con vật có ý nghĩa quan trọng trong các lễ thức tín ngưỡng của đồng bào. Mỗi đầu sàn nhà đều có một khoảng không gian ngăn cách với trong nhà. Nếu ở đầu sàn này dành cho đàn ông tiếp khách, thì ở đầu sàn kia dành cho phụ nữ. Người Hơ Rê có tập quán làm các chòi chứa lúa và các đồ vật quan trọng và quý như cồng, chiêng ở gần nhà. Dân tộc Hơ Rê là một trong số không nhiều các dân tộc ở vùng Trường Sơn, Tây Nguyên canh tác lúa nước. Ngoài ra, trên nương rẫy, người Hơ Rê còn canh tác lúa cạn, hoa màu, cây ăn quả và một số loại cây trồng khác như trồng thông, trồng quế và cây bông. Trước đây, dệt, đan lát là nghề thủ công khá phát triển, nhưng ngày nay đang bị mai một dần. Trước kia, đàn ông Hơ Rê đóng khố, mặc áo cánh ngắn đến thắt lưng hoặc ở trần quấn khăn. Đàn bà mặc váy hai tầng, trùm khăn. Nam, nữ đều búi tóc cài châm hoặc lông chim. Ngày nay, đàn ông Hơ Rê mặc quần áo như người Kinh, phụ nữ mặc váy nhưng may bằng vải dệt công nghiệp. Người Hơ Rê thích đeo trang sức bằng đồng, bạc, hạt cườm. Nam nữ đều đeo vòng cổ, vòng tay, nữ có thêm vòng chân và hoa tai. Tín ngưỡng vạn vật hữu linh là đặc trưng trong hoạt động tín ngưỡng của dân tộc Hơ Rê. Hồn lúa giữ vai trò quan trọng trong đời sống tâm linh của đồng bào, thể hiện qua nghi lễ cúng bái các giai đoạn khác nhau trong chu kỳ gieo trồng trong năm. Người vợ của chủ nhà, đồng thời là người quản lý lương thực trong gia đình, được xem như là có mối quan hệ thần bí với hồn lúa. Người Hơ Rê thích sáng tác thơ ca và chơi các loại nhạc cụ. Ca choi và ca lêu là làn điệu dân ca quen thuộc của đồng bào. Chuyện cổ đề cập đến tình yêu chung thủy, cuộc đọ tài trí giữa thiện và ác, giàu và nghèo, rất hấp dẫn các thế hệ từ bao đời nay. Họ tự chế tạo nhạc cụ bằng vỏ bầu khô, ống nứa, gióng tre, tự thưởng thức âm thanh do mình tấu lên để giải trí hoặc giải bày tâm tình. Những nhạc cụ được đồng bào quý nhất là chiêng, cồng, thường dùng bộ 3 chiếc hoặc 5 chiếc với các nhịp điệu tấu khác nhau.